giảm án cho người đàn ông vác cuốc đánh cháu ruột, cho rằng tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù về tội giết người có tính chất côn đồ là nặng. Bị cáo Đinh Xuân Long sinh năm 1961, trú tại tỉnh Đắk Lắk đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận. Theo đó, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên sửa bản án hình sự sơ thẩm ngày 24 tháng 5 năm 2022 của tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Đinh Xuân Long 10 năm tù về tội giết người, giảm 2 năm tù so với án sơ thẩm. Bản án phúc thẩm xác định tối ngày 13 tháng 1 năm 2021, Đinh Tiến Thành, con trai ông Long trên đường đi nhậu về thì gặp Đinh Xuân Tuân, 41 tuổi, cháu ông Long cùng một số người đang đánh bài nên vào chơi. Trong quá trình đánh bạc, Thành và Tuân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Thấy vậy, Đinh Văn Công, em trai Thành và bà Đinh Thị Điều, mẹ Thành vào can ngăn. Sau đó Tuân và Thành đi về nhà, bà Điều gọi điện cho bố của Tuân là ông Đinh Xuân Huệ để giải quyết chuyện Thành và Tuân đánh nhau. Đến 22 giờ cùng ngày, Tuân nghe tiếng Thành ở nhà chửi bới thách thức đánh nhau nên chửi lại Thành. Thấy vậy, ông Huệ cùng con trai là Đinh Xuân Tuẩn, em trai Tuân ra kéo Tuân về phía sân nhà. Sau đó Tuân về nhà lấy một con dao kim loại rồi đến cổng nhà bà Điều. Lúc này ông Long cầm một cái cuốc đi ra ngoài nên Tuân lùi lại phía sau thì bị trượt chân nghiêng người sang bên phải. Khi đó ông Long cầm cuốc giơ lên cao đánh một cái từ trên xuống trúng vào đầu khiến Tuân ngã xuống đường và được đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tích 37%. Hội đồng xét xử cho rằng tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk kết án bị cáo Long về tội giết người theo điểm N khoản 1 điều 123 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật và không oan. Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường một phần thiệt hại, nguyên nhân bị cáo phạm tội có một phần lỗi của người bị hại. Ngoài ra, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, nhưng tại phiên tòa phúc thẩm, gia đình bị cáo tiếp tục bồi thường thiệt hại để khắc phục hậu quả. Bản thân bị cáo tuổi đã cao, thường xuyên bị bệnh và bị cáo phạm tội thuộc trường hợp chưa đạt. Do đó, hội đồng xét xử phúc thẩm đã giảm hình phạt cho bị cáo để thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật.